Trong 2 tuần học sinh đi học trực tiếp trở lại, số ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron có xu hướng tăng và chiếm đa số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhận định không nên quá hoang mang trước vấn đề này. Mời quý vị theo dõi phần trao đổi giữa phóng viên HTV và bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Dạ, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, trước tình hình số ca F0 trong học sinh và giáo viên có xu hướng tăng trong những ngày đi học trở lại trực tiếp, như vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về vấn đề này? Có nằm trong kịch bản chúng ta đã dự trù? Thật ra cái kịch bản này là bình thường. Chúng ta học 2 tuần thì nó tăng là bình thường. Thứ hai là cái quan trọng nhất là cái số ca nó tăng nhưng mà không có ca nặng. Nghĩa là tính về cái tỷ lệ mà những em bé mà vài ngàn ca của thành phố mà ở học sinh đó, nhưng mà cái tỷ lệ nhập viện của 3 cái bệnh viện rất là thấp, và đặc biệt là cái tỷ lệ cần điều trị thật sự thở oxy đó, thì nó quá thấp đi, trong khi là người lớn đã hòa nhập, con nít đã đi học, thì mình thấy cái hiện tượng tăng đó là bình thường. Và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một cái kế hoạch rồi, nếu mà nó quá tải khối điều trị đó, thì mình mới nên ngưng lại, chứ còn trước sau thì trẻ cũng đi học thôi, tại vì nó là một cơ hội mà. Vấn đề chỗ là chúng ta đừng có để một lúc quá nhiều trẻ bệnh, trẻ nào hết thì sẽ đi học, thì như vậy thì nó sẽ ổn thôi. Và về chủng mới Omicron thì việc lây nhiễm ở trẻ cần chú ý xử lý ở những khía cạnh nào để có thể đảm bảo an toàn chung cũng như là tránh trở nặng cho trẻ? Cái điều may mắn lúc đầu thì người ta nghĩ là Omicron ở trẻ dưới 5 tuổi thì nặng, nhưng mà hiện nay Omicron cả thế giới đều công nhận là trẻ em rất là nhẹ. Thứ hai là nói như vậy không nghĩa là mình không phòng ngừa. Thì cái phòng ngừa cơ bản của Omicron nó cũng là rửa tay và khẩu trang. Đối với nhà trường, cái thứ nhất là mình cố gắng làm sao mình dạy chắc các học sinh là đừng có giao lưu quá nhiều cái nhóm với nhau, kể cả lúc ra chơi. Thứ hai là mình phải có những cái kịch bản để mình giải quyết rất là gọn, không có gây xáo trộn cho học trò, và đặc biệt là thuần thục khi mà nó có một F0 xảy ra trong trường, thì điều đó mình có thể làm dễ dàng hay là quá khó, quan trọng là mình có kịch bản rõ ràng thôi. Vâng, và chắc chắn là trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao cũng sẽ gây những khó khăn nhất định cho ngành giáo dục cũng như là tâm lý lo lắng cho các bậc phụ huynh. Như vậy thì bác sĩ có những lời khuyên cho các bậc phụ huynh làm thế nào để có thể giữ được thái độ bình tĩnh và có sự chuẩn bị để phòng dịch một cách hiệu quả nhất? Cái quan trọng nhất là sự phối hợp giữa phụ huynh với lại nhà trường. Nếu mà trẻ là thuộc F0 F1 thì mình chấp nhận mình ở nhà, mà thực hiện đúng cái ngày xong mình đi học trở lại. Thứ hai là trẻ đi học thì mình đừng có một cầu mong là trẻ không bao giờ bị F0. Nhưng mà nếu trẻ bị F0, trẻ nhẹ, rồi trẻ lại đi học, cũng giống như những cái đợt mà chúng ta bị tay chân miệng, là những cái đợt mà chúng ta bị sốt siêu vi, cũng như là cái đợt mà trẻ ốm phải nghỉ học, chúng ta hình dung nó là như vậy, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và rõ ràng nó là như vậy, và thậm chí nó còn nhẹ hơn là tay chân miệng và sốt siêu vi nữa. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Khanh đã dành cho phóng viên HTV buổi trao đổi ngày hôm nay.